Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại quay tiếp cái phần về tắm cây. Tại vì có một số bạn hỏi là cái video kỳ trước tôi làm thì tôi tắm cho cái cây ngọc bích. Thì mấy bạn mới hỏi là tại vì cái cây ngọc bích cái lá nó thì nó khá to mà nó dày, thì xịt nước xong rồi mình lấy cái bút sơn mình quét thì dễ. Vậy thì những trường hợp những cái cây nó lá nhỏ hay là lá mềm thì giờ làm sao để mà có thể rửa sạch cái lá như vậy được? Thì vậy nên tôi làm tiếp cái video này để chia sẻ với quý vị cái cách làm như vậy nha. Thì đây là tôi có cái cây cũng là một cây succulent, đó là cây cái lỗ mũi hay là cái cây ống điếu đây quý vị. Thì cái cây này quý vị thấy không, cái lá nó nhỏ và tôi để gần ngay bệ cửa sổ, do đó là nó rất là cái lá nó vàng trắng xanh đỏ đủ cả, nó rất là đẹp. Thì nay tôi cũng trời đẹp nên tôi rửa nó, thì mình cũng rửa là mình cũng xịt nước thôi quý vị, mình xịt nước, nhưng mà vì cái lá này nó nhỏ ha nên là cái lượng nước á, mình xịt nó phải gấp đôi cái lượng nước mà mình xịt cho cái một cái cây ngọc bích. Thành ra vì vậy nên tôi không thể nào để nó trên cái bàn thì tôi lót cái khăn nên tôi xịt được, tại vì nước nó sẽ chảy ra rất là nhiều, nên bây giờ tôi phải bỏ nó vào trong cái bồn rửa bát nè, ra cái bồn rửa chén ha. Thì tôi cũng xịt thôi, mình cũng xịt rất là nhiều, cái lượng nước mình phải xịt gấp đôi gấp ba cho cái cây ngọc bích. Và tại vì cái lá này nó rất là nhỏ và mình phải xịt nước nhiều để dùng cái lượng nước nhiều á, nó giọt xuống thì cái bụi nó sẽ theo cái nước nó trôi đi. Bởi vậy nên mình xịt phải xịt nhiều lắm, xịt thật là nhiều luôn, xịt cho ướt nhẹp hết để cho nước nó giọt tông 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 xuống. Vậy thì khi nước nó giọt xuống thì cái bụi nó chảy theo. Thì đó, thì cái quá trình nó cũng vậy thôi quý vị. Tức là sau khi mà xịt xong như vậy thì tôi cũng lấy cái bút sơn nè, mình đụng đụng mình quét sơ quét trên những cái lá cái này nó cho nó, để cho nó cái bụi nó trôi đi. Nhưng mà cái này thực sự ra lại là nhanh hơn cây ngọc bích đó quý vị, tại vì khi cái lượng nước nó nhiều á thì nó trôi xuống hết nè, nó trôi xuống rồi vậy cái bụi nó theo đó nó trôi đi. Nhưng mà tại vì nó nhiều nước quá nên là tôi phải để trong cái sinh như thế này để cho nước nó chảy đi. Đó, thì đây là cách làm cho một cái cây mà cái lá nhỏ như là cái cây succulent này, cái cây ống điếu hay là cái cây lỗ mũi đây. Thì đây là cách làm cho cái cây có lá nhỏ và mềm. Thực sự ra là nó làm nó nhanh hơn là cây ngọc bích. Rồi bây giờ tới một cái cây khác nha. Thì đây quý vị là một cái cây khác mà nó có lá dài và nhỏ. Cây này thì người ta gọi là spider web, tức là giống như cây mạng nhện đó. Thì cái cây này làm sao để chúng ta rửa lá cho nó, thì nó cũng có cách thôi quý vị. Thì đây ha, thì tôi thì mình làm nhiều mà thành ra tôi có cái muốn rửa cho cái lá này á, thì sau khi mình xịt nước xong rồi á thì mình không có thể nào lấy cái bút sơn mà mình quẹt 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 bụi trên từng cái lá được, nên là tôi có một cái loại là một cái loại vải mềm như thế này quý vị, một cái loại vải mềm xong rồi mình may cho nó thành như cái túi vậy quý vị. Đó, nó như một cái túi để cái mình bỏ vào cái tay mình như thế này ha, cái tay mình như vậy, xong rồi mình thấm cái vải này cho ướt đi quý vị thấy không. Đó, nó như một cái túi vậy đó, tôi bỏ vào cái tay thì sau đó rồi á thì mình cũng xịt nước vào cái cây, mình xịt nước vào cái lá của nó đó, mình xịt nước, nhưng mà nó mình không thể nào xịt nước nhiều mà ướt hết từng cái lá được, tại vì cái lá nó nhỏ mà nó dài như thế này nên mình cứ xịt được ướt bao nhiêu thì được thôi. Đó, xong rồi á thì mình sẽ cái bao đó, quý vị, cái mình mới bao cái tay mình lại. Cái này tôi làm có một tay thì nó hơi khó chút ha, mình bao cái tay mình nó lại và sau đó thì mình cầm cái khăn này nè, mình vuốt từng cái lá một. Đây quý vị thấy tôi làm một tay thì nó hơi khó, một tay quay thì nó vuốt như vậy đó quý vị. Dạ, như đây cái lá này như này ha, đây thì tôi cầm sát cái trong cái gốc nó xong mình vuốt dọc theo cái lá đó, là cứ như vậy, là mình vuốt như vậy thì những cái lá nó, những cái bụi nó dính vào cái lá nó sẽ sạch hết hả quý vị thấy không. Đây, tôi sẽ cầm vào cái lá mình vuốt vuốt nhẹ nó thôi. Đó, mình cứ vào làm vậy, mình làm từng cái lá một, từng cái lá một thì nó cũng nhanh lắm quý vị. Nếu mình cũng có hai tay mình làm á, một tay mình vịn ở dưới cái lá và một tay mình vuốt thì nó cũng rất là nhanh. Mà nếu một quý vị nào mà có luyện phim phim đại hàng nhiều giống như tôi mà luyện phim đại hàng sẽ thấy đại hàng tụi nó cũng làm vậy á, quý vị coi những đại gia nhà giàu mà ở Gangnam đó, thì khi nó ngồi rảnh thì nó bàn chuyện gì quan trọng nó sẽ có một cái cây giống như thế này và nó ngồi nó cũng lau từng cái lá như này.
nhưng mà cây của họ là cây trong phim đó quý vị, và làm cây giả đó chứ là cây thiệt đâu. Cây thiệt thì mình phải làm nhẹ nhàng hơn nhiều. Đó đó là cách chùi cái cây như thế này ha. Giờ tôi ngừng ở đây để tôi tiếp tục làm cái cây này cho nó sạch nha. Thì thưa quý vị, sau 10-15 phút được làm đại gia của gang nam để chùi lá cây của cái cây spider web này, thì tôi đã chùi được hai cái chậu như thế này để chiếu cho quý vị xem. Quý vị thấy nó sạch kia không, mà nó nhanh lắm, tại vì mình có cái mình có cái túi nó bọc vào cái tay, rồi mình chỉ cầm cái lá mình tuốt 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 nó thôi. Thành nó thực sự ra nó rất là nhanh đó, nhìn thì tưởng là khó nhưng mà nó thật là nhanh đó. Tôi còn khoảng ba bốn cái chậu này nữa thì tôi sẽ tiếp tục và lau cho nó. Và đây là hai cái chậu lỗ mũi mà tôi vừa mới lau xong đó, chiếu cho quý vị xem. Và đây thưa quý vị, có một cái chậu thứ ba nữa mà tôi phải rửa lá, đó là cái chậu này. Cái chậu này quý vị thấy lá nó thật là nhỏ luôn đó, mà nó rất là mềm luôn. Vậy thì làm sao mình rửa lá những cái chậu như thế này? Thì thưa quý vị, cái này thực sự lại là cũng dễ, giống như cái cây spider web thôi, chỉ có vấn đề là mình xịt cho nó thật là nhiều nước luôn. Tại vì cái lá nó nhỏ như thế này thì mình không có thể nào mà lau từng cái được, nên là nó lại rất là dễ là mình xịt nước, xịt thật là nhiều, xịt cho nó ướt giống như trời mưa vậy. Và sau đó mình khẽ lấy tay mình khẽ lắc 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 những cái lá ở đó thì cho nước nó rơi xuống hết, thì vậy là nó sạch thôi. Thành ra thực sự ra những cái lá nhỏ này á, nó lại rất là dễ quý vị, nó dễ hơn những cái lá mà cỡ cỡ mà nó không to mà nó không nhỏ như cái lá cây ngọc bích, là mình lại lại làm lại mất thì giờ hơn nhiều. Còn nếu mà những cái lá mà nó lớn hơn nữa thì nó quá dễ thôi quý vị. Mình cũng lấy cái tay mình cầm cái khăn ẩm mình lau lá, thành những cái lá to như là lá cây trầu bà nè, hay là cái lá cây cao su nè đó, thì những cái lá đó mình sẽ làm rất là dễ. Hay là lá cây kim tiền nè, thì mấy cái đó là mình cứ lấy cái khăn ẩm ẩm mình cầm mình lau thì nó nhanh lắm. Thì đây là cái cách tôi chia sẻ quý vị, là có một số bạn hỏi là làm sao những cái cây mà nó mỏng nó mềm như thế này làm sao mà lau cho nó sạch được. Thì đây là một vài ví dụ để tôi chia sẻ với quý vị. Thì thôi bây giờ tôi ngừng ở đây để tiếp tục lau sạch mấy cái cây ở trong nhà của tôi, và xin hẹn gặp quý vị ở một cái video kế. Chúc quý vị một ngày vui vẻ nha, xin chào.